Chào mừng quý khách đến với chương trình Quang Lâm TV. Trong video ngân sách tỉnh bang 2019 ảnh hưởng ra sao, phần thứ nhất, Quang Lâm đề cập đến hai yếu tố. Thứ nhất về hỗ trợ chi phí gửi con, thứ hai về y tế. Hôm nay Quang Lâm tiếp tục những phần còn lại. Phần thứ ba, trợ giúp người cao niên và gia đình có thu nhập thấp. Ngân sách cũng nhấn mạnh một chương trình được công bố trước đây về trợ giúp chăm sóc răng cho người cao niên thu nhập thấp. Theo chương trình này, những người trên 65 tuổi với thu nhập hàng năm 19.300 đồng trở xuống và các cặp vợ chồng cao niên có tổng thu nhập ít hơn 32.300 sẽ được các dịch vụ chăm sóc răng tại các cơ sở y tế công cộng trên toàn tỉnh bang. Ngân sách cũng bao gồm một loại miễn giảm thuế dành cho gia đình thu nhập thấp. Miễn giảm thuế này sẽ giảm thuế thu nhập cá nhân Ontario tối đa 850 đồng. Thứ tư về giáo dục và học phí, chính quyền Ford dự định sẽ đầu tư 1.4 tỷ gia kim cho các trường học trong niên khóa sắp tới. Ngân sách cũng bao gồm kế hoạch đã được công bố trước đây về việc giảm 10% học phí tại các trường cao đẳng và đại học bắt đầu từ niên khóa 2019-2020 và ngưng tăng học phí cho niên khóa 2020-2021. Kế hoạch này cũng sẽ bao gồm giảm gần 700 triệu gia kim về tổng ngân sách tài trợ cho giáo dục cao đẳng và đại học. Thứ năm, mở rộng việc bán rượu bia. Chính quyền Ontario đang hoạch định nhiều thay đổi lớn về cách bán rượu bia tại Ontario. Trong những thay đổi này có việc cho phép ăn nhậu tại bãi đậu xe, tại các sự kiện thể thao, cho phép các quán bar và nhà hàng bán rượu bia từ 9 giờ sáng. Với giấy phép mới này sẽ cho phép bán rượu bia tại các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, các sự kiện bán chuyên nghiệp và tại các sự kiện đủ tiêu chuẩn ở các trường cao đẳng và đại học. Các chính quyền địa phương cũng sẽ được phép quy định những nơi công cộng như công viên là nơi được phép uống rượu bia. Chính quyền cho biết những thay đổi về rượu bia dự kiến sẽ được áp dụng ngay vào mùa hè năm 2019. Trong khi đó, chính quyền cũng đang cân nhắc hợp pháp cờ bạc trên mạng, với trọng tâm là hợp pháp hóa việc cá cược từng sự kiện thể thao riêng lẻ. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video ngân sách tỉnh bang 2019 ảnh hưởng ra sao với nguồn trích từ tuần báo Thời Mới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.